tất cả các bạn, bệnh sùi màu gà như các bạn đã biết thì nó do virus HPV gây ra. Và cái virus này thì nó có hơn 100 tuyếp khác nhau. Trong đó thì có cái tuyếp 16 và 18 này là hai cái tuyếp nguy hiểm nhất và nó có nguy cơ biến chứng ung thư. Đó, gặp phải hai cái tuyếp này thì cực kỳ là nguy hiểm luôn các bạn ạ. Và như các bạn đã biết thì cho đến hiện nay thì y học hiện đại vẫn chưa có cái biện pháp hay là cái loại thuốc nào có khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus HPV trong cơ thể của người bệnh cả. Thế cho nên là việc tìm hiểu các biện pháp phòng để phòng tránh bệnh là thực sự là rất là cần thiết luôn. Đó thì bệnh sùi màu gà thì là cái bệnh xã hội, nó cực kỳ là dễ lây, đặc biệt là với các bạn có sức đề kháng kém ấy, khi tiếp xúc với mầm bệnh thì khả năng lây nhiễm rất là lớn. Vậy phòng bệnh sùi màu gà bằng cách nào? Thì trước khi mà chúng ta đưa ra các biện pháp phòng tránh sùi màu gà thì chúng ta phải nắm được các đường lây của nó đã. Nguyên nhân gây ra bệnh sùi màu gà là thế nào? Nó lây qua đường nào nào? Nhiều người thì chỉ nghĩ rằng là nó lây qua đường quan hệ tình dục thôi. Thế nhưng mà thực ra ấy, thì nó lây qua đường máu, vết thương hở. Có một cái dẫn chứng là cách đây vài năm ấy, khi mà đi cắt bao đầu quy ở một cái phòng khám nọ thì về tất cả đều bị nhiễm sùi màu gà. Đó là do cái vệ sinh của họ không được tốt. Đó, hoặc là khi chúng ta có cái vết thương hở ở trên da này, chúng ta tiếp xúc với cả máu của người bị bệnh sùi màu gà ấy, thì chúng ta cũng bị lây bình thường chứ không phải chỉ quan hệ tình dục đâu các bạn nhá. Ngoài ra ấy, thì còn có là lây qua đồ dùng cá nhân. Lây qua đồ dùng cá nhân, ví dụ như là cốc uống nước này, rồi là bàn chải đánh răng này, rồi là khăn tắm này. Đó, khi mà chúng ta dùng chung cốc uống nước các thứ với người bị bệnh sùi màu gà, đến những nơi công cộng thì rất là khó đúng không ạ? Thì cốc uống nước thì chúng ta dùng chung đấy. Thì khi mà chúng ta không cẩn thận ấy, tiếp xúc với cả nước bọt vẫn còn lưu lại ở trên cốc ấy, thì cũng có khả năng bị. Thế ngoài ra thì khi mà chúng ta đi nhà nghỉ, chúng ta dùng chung với cả khăn tắm mà khăn tắm của họ vẫn chưa được vệ sinh sạch sẽ thì cũng có thể bị. Thế hoặc là bàn chải đánh răng. Đó. Thì khi mà chúng ta bị chúng ta đánh răng, trong miệng chúng ta có những cái vết loét ấy thì virus sẽ xâm nhập rất là dễ luôn. Thế ngoài ra thì cái quan hệ tình dục nó là cái đường lây chủ yếu. Nhưng nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng là chỉ quan hệ qua đường sinh dục thì mới bị thôi. Quan hệ bằng miệng thì không bị. Không phải thế các bạn nhá. Quan hệ tình dục này thì bao gồm tất cả các bạn có quan hệ đường sinh dục, quan hệ bằng miệng hay quan hệ hậu môn, đường hậu môn thì các bạn cũng vẫn bị mắc bệnh bình thường các bạn nhá. Đó. Ngoài ra ấy, thì cái tỷ lệ lây từ mẹ sang con cũng có. Các bạn quan sát nguyên nhân gây ra bệnh sùi màu gà. Vết thương hở này, từ mẹ sang con này, dùng chung đồ dùng cá nhân này. Đó, lây qua đường miệng. Đường lây nó rất là lớn, nó rất là rộng mở và rất là dễ lây. Bệnh xã hội mà. Đó thì biết được cái nguyên nhân đấy rồi thì chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp phòng tránh. Thứ nhất, cái đường tình dục ấy là con đường lây truyền chính của sùi màu gà. Thế cho nên là chúng ta phải quan hệ tình dục chung thủy, bao gồm tất cả các đường, đường sinh dục, hậu môn và quan hệ tình dục đường miệng. Được chưa ạ? Và cái đối tượng mắc bệnh có nguy cơ cao ấy là những người có rất là nhiều bạn tình. Đó, quan hệ với cả bạn tình không chung thủy hoặc là có thói quen không sử dụng bao cao su. Thế cho nên là hãy chung thủy một vợ một chồng các bạn nhá. Đó, và cái biện pháp thứ hai nữa là hạn chế tiếp xúc gián tiếp. Hạn chế tiếp xúc gián tiếp các bạn nhé. Ví dụ như là ôm hôn này. Đó, thì tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà nó sẽ tạo điều kiện cho các dịch nhầy rồi là máu mủ. Và chẳng may là ở trên miệng của chúng ta ấy, đang bị nhiệt hay là loét liếc gì ấy, thì cái virus đó nó rất là dễ xâm nhập vào. Và nó cũng là nguyên nhân gây ra sùi màu gà ở cánh tay, chân và mắt. Thế thì nói đến đây ấy, thì nhiều người ấy, nghĩ rằng là sùi màu gà thì chỉ bị ở bộ phận sinh dục thôi. Tuy nhiên thì nó có thể mọc ở rất nhiều nơi các bạn nha. Cánh tay, chân, mắt, miệng, bộ phận sinh dục. Đó, có người còn mọc ở nách cơ. Có người mọc ở ti các bạn ạ. Đó. Ngoài ra thì bạn không nên sử dụng chung các vật dụng cá nhân. Cái này mình làm được mà. Khăn tắm rồi là bàn chải đánh răng, cốc uống nước mình cứ dùng riêng ra. Đó, để phòng bệnh cho mình. Đặc biệt ở những nơi công cộng. Bên cạnh đó thì cái biện pháp thứ ba là chúng ta nên tiêm phòng HPV. Đấy. Và theo khuyến cáo của các chuyên gia tình dục học thì các bạn gái từ 9 đến 26 tuổi chưa có quan hệ tình dục đều nên là tiêm vaccine HPV. Có nhiều bạn ấy khi mà mắc bệnh rồi, phát rồi, ở giai đoạn 2 rồi, bảo chị ơi, em đi tiêm phòng HPV có được không? HPV ấy là tiêm, gọi là tiêm phòng, là khi mà mình chưa mắc bệnh thì mình tiêm, chứ khi mà mắc bệnh rồi thì mình phải chữa, chứ mình tiêm còn tác dụng gì nữa, đúng không ạ? Chả còn nghĩa lý gì nữa. Mà tiêm thì các bạn lưu ý độ tuổi này, 9 đến 26 tuổi và chưa có quan hệ tình dục. Đó, thì lúc này thì tiêm nó mới có hiệu quả. Đó, chứ còn bị rồi thì tiêm làm gì nữa, bị rồi thì chữa thôi. Việc tiêm cái phòng HPV này ấy thì nó sẽ có khả năng phòng chống bệnh sùi màu gà này và bảo vệ các bạn gái khỏi ung thư cổ tử cung. Đó. Ngoài ra, cái biện pháp thứ tư là chúng ta phải xây dựng cái chế độ sinh hoạt lành mạnh. Luôn giữ tinh thần, luôn là trong trạng thái là tích cực, lạc quan, tránh căng thẳng, lo âu không đáng có trong cuộc sống. Ngoài ra thì chúng ta cũng tăng cường thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng, để phòng tránh sự xâm nhập và phát triển của virus HPV. Khi mà tiếp xúc với virus ấy, thì những người khỏe chưa chắc họ đã bị đâu. Tại vì là cái cơ thể của họ sức đề kháng tốt, nó khắc tự đào thải. Thế còn những người nào mà sức đề kháng kém ấy, thì nó sẽ bị lây rất là nhanh và phát rất là nhanh. Khi mà bị bệnh cũng thế, những người mà sức đề kháng kém ấy thì nó phát nhanh lắm. Thế nhưng mà những người sức đề kháng tốt thì nó cứ phát triển từ từ thôi. Đó, nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện kịp thời các bệnh liên quan đến đường tình dục và kể cả sùi màu gà nữa. Bạn lưu ý nhé. Và cuối cùng, nếu mà các bạn đang nghi ngờ mình bị nhiễm sùi màu gà hoặc là đã bị sùi màu gà, có thể là vừa bị hay là đã sử dụng tất cả các biện pháp khác mà không khỏi, thì các bạn có thể vui lòng inbox bên mình để được tư vấn. Bên mình thì điều trị bằng thuốc đông y. Cái bài thuốc được lưu truyền rất là nhiều đời rồi, nên là hy vọng sẽ giúp được các bạn thoát khỏi nỗi lo dai dẳng. Không phải là tất cả các bệnh nhân bên mình dùng đều khỏi đâu. Thế nhưng mà tỷ lệ khỏi rất là cao, bởi vì là nó còn tùy thuộc vào cái sức đề kháng và cái tình trạng bệnh của các bạn nữa. Thì nếu mà cần tư vấn thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại thế này nhé. Số điện thoại trên màn hình 0981918651, hoặc là các bạn cũng có thể inbox một trong hai Zalo này. Đó, thì bên mình sẽ có một cái tư vấn cụ thể với từng trường hợp của các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Và nếu mà các bạn có muốn theo dõi nhiều video hơn thì các bạn hãy đăng ký kênh Trí Tâm Đường nhé. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.